thứ mấy? Cô bà hả? Tên gì? Tên gì? Anh Thị Dung. Anh Thị Dung, đúng rồi. Ở nhà của mà Dung rồi. Để hình thầy nào
để thầy nói gì được rồi, để cái hình nó hạ xuống sao để ngang thầy mình. Đâu có ai bằng thầy mình. Bằng thầy mình nữa. Còn sao để nói gì không có được, nghe không? Nhớ là mình để nó xuống thôi, mình làm cái mình muốn trân trọng mình để trên bàn. Là mình để rồi chị sáng giờ chị có ăn gì chưa? Ăn con nó mua bún cho bộ dĩa bánh tằm. Rồi, ăn được ăn ngon không? Ăn ngon, ăn bữa nào cũng được hết trơn á. Bánh tằm. Nhờ vậy nó mới sống thôi. Rồi bây giờ là ta biến là nãy nói là tiểu đường mấy năm rồi? Năm nay cũng 90 năm rồi đó. 90 năm rồi. Còn nó đi thấy cũng được. Rồi mình đi cậu đi kỳ đó đi mình lên là sao? Không đi đâu dân ở nhà ngồi đi cầu á, đi cầu đi tiêu tiểu á, đi tiểu rồi nó để sẵn đó, sẵn mình đi được cái chỗ ngồi ngoài đó sao đi được. Con đi luôn rồi, con đi cầu rồi, đi luôn rồi, đái rồi, tối đái rồi, đi đó đái đó luôn á. Trời ơi, mới 68 tuổi mà già dữ hả? Hả? Mới 68 mà coi già dữ hả? Đau hoài không già dữ được. Trời ơi, lớn hơn mình có mấy tuổi à. Này là mình bữa nay Út nhớ với bà Bao tới đây thì cũng có một phần quà cho chị, bây giờ mình vô sách phần quà vô. Phần quà vô là cho chị. Cái này là phần quà này là của chú Hai Châu. Chú Hai Châu à? Chú Hai Châu là gửi cho chị là ông Hai Châu này ở Vĩnh Thanh. Ở Vĩnh Thanh Giang An. Dạ, cho chị là 10 kg gạo. Giờ cảm chị tật nguyện gì thầm mai mốt ông thấy rồi trường ông cho thêm nữa. Rồi, rồi có ba cháu này nó ở nước thì ở cô Út này ở bên Thần Thận cho một phần quà. Rồi cái này là của chú Tính ở Mặt Lông cho phần quà. Rồi có chú Toán cho phần quà nữa là chị cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân. Nói người ta kìa, nói người ta nghe. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Quá. Cảm ơn. Ba phần hả? Ba phần này là chị cảm ơn. Ba phần. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Quân. Giúp đỡ cho tôi. Giúp đỡ cho tôi. Như cảm ơn chú Châu. Châu. Giúp đỡ cho tôi là mười ký gạo. Tôi cảm ơn rồi mơ mốt ai mà có thấy là tôi cảnh khổ gì đó giúp đỡ thì mình sẽ đem tới cho chị nữa. Nên chị gắn nha, gắn chị gắn niệm Phật. Niệm Phật kiếm cho tôi băng giảng. Mình cho kiếm băng giảng vậy là chị gắn niệm Phật đi. Rồi chỉ còn một niệm Di Đà đang chờ Phật giúp và sang qua Liên Trì. Ở bây giờ tiểu đường nó bớt chưa? Có uống thuốc không? Uống thuốc hoài à, hàng ngày lãnh ngoại á. Thuốc tiểu đường giờ mạnh. Bây giờ không cho tiểu đường nữa. Mà sao? Nó nói tao không cho tiểu đường. Cho coi gì? Giờ con tôi mua. Mua sao nó không cho? Anh biết nó cho mà thuốc gì vô mà. Không cho thì Mạnh Thường Quân ví dụ ta thấy nè, ta mua. Thấy giúp đỡ rồi mình ví dụ như mình cái thường thường thì hôm mình ở dưới ông này là đi lấy thuốc nam, đi trồng thuốc nam. Nhưng mà mình thấy cảnh khổ của mình, nhà mình mỗi lần hôm rồi đó mình không có cho gạo nhưng mà cho tại nhà thì ta lợi đó, cái người không có bệnh tật ta cũng ấy. Cho nên hôm nay mình đi đến những người có bệnh tật như chị thôi, những người mà mạnh thì lúc nào mà ai giúp đỡ là những người tàn tật hơi già yếu thì mình cho. Chứ không có cho mà trực tiếp như ở nhà mà ai lợi cho phiếu cho đồ. Giờ mình chỉ cho vậy đó, ví dụ chị như vậy đó là đáng cho. Không cho hoài, không là đáng hoài. Dạ, vậy là mình đáng cho. Vậy là giờ hôm nay tới đây thì mình... ba phiếu. Không có, vậy mình đi về, vậy thôi chứ chào Mạnh Thường Quân đi. Chào Mạnh Thường Quân, ta giúp đỡ chị. Chào. Chào Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi. Giúp đỡ cho tôi đó. Tôi cảm ơn rồi mới mốt rồi gắn có ai đó rồi mà chỉ kêu có ai mà thấy tôi khổ gì là giúp đỡ cho tôi nữa. Nói. Ai giúp thấy, đỡ ai. Có thấy tôi khổ gì giúp đỡ cho tôi cảm ơn. Ai thấy tôi khổ. Thấy tôi khổ. Rồi, ai giúp đỡ cho tôi ơn. Cảm ơn. Rồi, nói. Đó là đi rồi đó, giờ đưa bà ấy ra nè mọi người thấy không.
Cũng khổ không? Rồi. Đó. Ra giữa nhà, giữa cửa, nó đi bán, nó đi rồi. Đi rồi đó. Không đi đâu chứ, ngủ đó, ăn đó, ở đó đó. Cái gì hả? Vì nó lỗ. Thấy mẹ này là quay phim cho. Hồi đó số quà ấy là